Đà Nẵng, nơi trời đất, biển cả và triết lý con người giao hòa cùng nhau để làm nên một bản giao hưởng vĩ đại. Một kiệt tác hùng tráng đã được tạo lập tại nơi đây, hội tụ tâm, trí, lực để viết nên một bản giao hưởng ánh dương. Solin Đà Nẵng là tổ hợp sang trọng bậc nhất Đà Nẵng, bao gồm 4 tòa tháp, 1 tòa khách sạn và 3 tòa căn hộ. Lấy cảm hứng từ những dạng san hô vĩnh cửu dưới lòng biển sâu, vừa mang ý nghĩa vầng thái dương lộng lẫy, thắp sáng cả thế gian, Solin Đà Nẵng nắm giữ 3 giải thưởng quốc tế về thiết kế độc đáo và 1 kỷ lục về tòa nhà có nhiều thang máy nhất Việt Nam. Toàn bộ kiến trúc bằng kính và sự mở rộng cực đại ban công hướng biển đã phá vỡ quy luật không gian, gắn kết cả đất trời. Thiết lập nên một đỉnh trời mới nơi thành phố Đà Nẵng ôm trọn vào lòng cõi bạt ngàn xanh. Nằm trên bãi biển Mỹ Khê thơ mộng, một trong 6 bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh, Solin Đà Nẵng sở hữu tọa độ độc tôn trên giao lộ kết nối trung tâm hành chính và du lịch của thành phố là Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng cùng hàng loạt các điểm đến du lịch, mua sắm hấp dẫn trong khu vực. Nối tiếp những thành công trước đó của tòa D, tòa tháp Nimbus hứa hẹn trở thành kỳ quan tiếp theo của thành phố Đà Nẵng. Thang máy panorama ngoạn mục bên ngoài tòa nhà sẽ đưa khách tham quan tiến vào du trình kỳ diệu, ngắm trọn không gian trên từng cao độ. Tạo nên điểm nhấn vĩnh cửu tại Solin Đà Nẵng, sánh vai cùng những tòa tháp hoa lệ trên khắp thế giới, mang theo dáng hình đại dương để cùng nhau ngân lên những nốt cao bất tận trong bản giao hưởng ánh dương phồn vinh. Là tuyệt tác kiến trúc hoàn hảo, được tôn tạo từ nguyên vật liệu cao cấp, vẻ đẹp của tòa tháp Nimbus được khẳng định bởi sự trường tồn cùng thời gian, bởi chất lượng bất biến, kiên định, chứa ẩn bên trong đường nét tinh tế. Mỗi căn hộ tại Solin Đà Nẵng chính là sự khẳng định cho sự thành công của chủ nhân danh giá. Nội thất cao cấp trong căn hộ được hoàn thiện khép kín, hệ thống cửa kính cách âm tuyệt đối, thiết kế thông minh, trao cho chủ nhân toàn quyền quyết định việc kinh doanh của căn hộ. Tầm nhìn không giới hạn, thâu trọn bốn phương từ biển Đông bao la, thành phố Đà Nẵng với cầu rồng rực rỡ về đêm hay tượng Quan Âm trầm mặc trên đỉnh Sơn Trà cổ kính. Nhìn ngược thời gian với những chung cư trên thị trường thường xuyên gặp phải vấn đề về xuống cấp, Solin Đà Nẵng là biểu tượng của sự trường tồn về quyền sở hữu lâu dài, nằm trong chính giá trị chất lượng. Hệ thống điện chung hạ thế, trái tim của dự án, được cung cấp bởi tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới ABB Thụy Điển. Với hệ thống thiết bị hiện đại, được sản xuất kiểm tra theo quy trình nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn IEC hiện hành mới nhất. Cùng với đó là hệ thống thanh dẫn điện Busway, xương sống của tòa nhà. Sử dụng hệ thống thanh dẫn bằng đồng nguyên chất, được thiết kế, sản xuất, cung cấp bởi tập đoàn công nghệ thuộc top 1 thế giới Schneider, Pháp. Hệ thống cáp điện chống cháy vượt trội từ hãng Taishin, Singapore. An ninh bên trong tòa nhà được đảm bảo bằng lực lượng bảo vệ và camera chặt chẽ, kiểm soát người ra vào tòa nhà, các thang máy đều được dùng hệ thống phân quyền để sử dụng. Tích hợp giải pháp tòa nhà 4.0 hàng đầu thế giới để tạo một môi trường sống hiện đại, giảm thiểu chi phí và tiện ích tối đa cho sự thoải mái. Tòa nhà mình có hệ thống kiểm soát phòng cháy chữa cháy tự động báo khi phát hiện khói với hệ thống vòi dập lửa bên trong căn hộ. Toàn bộ hệ thống điện nước bên trong các căn hộ đều được điều khiển từ trung tâm điều khiển bằng hệ thống AI kiểm soát và chuyên viên kỹ thuật điều hành nhiệt độ tăng giảm, kiểm soát hệ thống thông khí và xử lý vấn đề từ xa. Reception 24/7 được xây dựng chuyên nghiệp, ấm áp, hòa đồng và hỗ trợ xây dựng lên một cộng đồng hài hòa, thân thiện, văn minh cho người sử dụng căn hộ. Solin Đà Nẵng đã viết nên một chuẩn mực đích thực về cuộc sống thượng lưu, mở ra một thiên đường tiện ích vượt trội, phá vỡ mọi rào cản để tối đa sự giao hòa của con người với thiên nhiên, tạo nên những dung cảm đánh thức cảm xúc của chủ nhân mà chỉ thấy được ở Solin Đà Nẵng. Thả hồn trong những dung cảm dịu êm khi dạo bước qua những khu vườn trên không với bể bơi vô cực, thỏa sức mua sắm tại trung tâm thương mại cao cấp, nối dài một ngày trọn vẹn tại khu vực spa thư giãn hay phòng tập gym, tận hưởng làn nước xanh mát tại bể bơi hòa mình cùng sóng biển, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, thưởng thức bữa tối đẳng cấp trong ánh nến lung linh và chiêm ngưỡng đại dương vô tận trải dài ngay trước mắt. Dấu mốc của thành đạt chính là trở thành chủ nhân của Solin Đà Nẵng. Solin Đà Nẵng,
là sự kết hợp hoàn hảo giữa chủ đầu tư uy tín PCC An Thịnh và đơn vị quản lý vận hành hàng đầu thế giới Wyndham Hotel Group. Với gần 9.000 khách sạn ở 80 quốc gia, dịch vụ đẳng cấp và trải nghiệm hấp dẫn cho từng điểm đến là yếu tố then chốt làm nên thương hiệu Wyndham Hotel Group. Wyndham tập trung vào việc vận hành từng tòa nhà hiệu quả với mạng lưới hơn 100 triệu thành viên trên toàn thế giới là những khách hàng trung thành, đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành từ những chính sách quản lý ưu việt, tiết kiệm cho người sở hữu. Sự an lành, thỏa mãn đã tạo nên một tuyệt tác bất động sản ven biển đắt giá nhất Đà Nẵng. Đó chính là Solein, biểu tượng mới của hoàn hảo.